Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý anh chị ngày 13 tháng 2 năm 2023. Thì hôm nay em tiếp tục đăng bán lô xứ hạt giống Thái nha quý chị. Quý anh chị chọn lựa cái nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Hiện tại bên em ship cây không chậu nha, và bên người mua trả tiền ship giúp em ha. Thì với đơn hàng 200 ngàn thì em cũng gửi kèm cho quý anh chị gói thuốc kích rễ nha. Tỷ lệ thì quý anh chị pha 1 gram cho lít rưỡi đến 2 lít nước quý anh chị tưới trực tiếp cho bầu đất nha. Rồi sau đó quý anh chị để một tuần lễ sau quý anh chị đem ra. Thì quý anh chị nên pha 1 lít rưỡi đến 2 lít nước, không nên pha đậm quá nha quý anh chị. Đậm quá thì nó cũng sẽ không tốt đâu nha. Quý anh chị pha đúng liều lượng ha, 1 lít rưỡi đến 2 lít nước. Còn quý anh chị mà lúc mà nó đem ra thì quý anh chị muốn phun trên lá rồi luôn á, thì quý anh chị pha 1 gram cho 5 lít nước quý anh chị phun nha. Nếu mà quý anh chị mà nào mà có nhiều á thì quý anh chị phun 1 gram cho 5 lít nước quý anh chị phun định kỳ khoảng 10 ngày quý anh chị phun lần cũng rất là tốt nha quý anh chị. Giúp cho cái cây nó đẻ nhánh rồi nó phục hồi cái cây nhanh hơn ha. Rồi cây số 1. Cây số 1 là cây cũ rất là đẹp nha quý anh chị. Cái này dáng quái luôn ha. Dáng quái rất là đẹp. Cây này cái cũ không cũng nhìn thấy mê ha. Cây sứ nói chung là những cái cũ này là khó kiếm nha quý chị, rất là khó kiếm ha. Đó, nó lắc tự lắc nó cong rất là đẹp luôn. Đây, này nhìn hướng nào cũng đẹp nha quý chị ha. Hướng bên đây nhìn cũng ra hình đẹp nè. Cái hướng bên đây thì đẹp hơn. Hướng này đẹp hơn ha. Rồi cây này phân tàn 3 nhánh ha, chuẩn luôn. Lên mỗi đầu phân tàn được 2 nhánh nữa. Rồi cái cây này là trắng trắng đỏ nha quý chị. Trắng đỏ ha. Cây này thì nụ dữ tợn nha. Cây này quý anh chị nuôi sau này là nó bông dữ lắm luôn. Cánh qua dày. Rồi trắng đỏ. Nó như vậy nè quý anh chị. Cây trắng đỏ này là giá 70 ha. 70. Hoa rất đẹp nha. Củ cũng đẹp luôn. Rồi số 1 cho 70. Cây số 2. Cây số 2 cũng là cây trắng đỏ nhưng mà màu sắc nó sáng hơn nha, trắng nhiều hơn đỏ ha. Mà dạng trắng lem. Bông này nè quý anh chị trồng lớn là cái dàn nụ nè quý anh chị thấy không? Nó trổ là quý anh chị nhìn thấy mà ghiền luôn ha, chùm nụ tầm mười mấy nè. Một lớp thứ này là nữa nó lớn nó bung dữ lắm nha quý anh chị. Rồi cái cây số 2 này là giá 70 luôn. Cái cây này cũng đẹp nha quý anh chị nhưng mà cũng không lớn lắm ha. Cây số 2 phân tàn 4 nhánh. Nè quý anh chị thấy cái dàn nụ nó quý anh chị nhìn thấy là biết. Bông này thì sai bông trung bình lớn nha quý anh chị, trung bình lớn, màu sắc sáng ha. Rồi số 2 giá 70. Số 3 nha. Số 3 là cây đỏ đen. Nết này nết của cây cây tím ha. Người ta lai tạo quá quý chị, nó không ra được tím thì nó ra đỏ đen như nè. Màu sắc cũng rất đẹp nha. Sai bông thì cũng vừa phải dễ chơi. Cây này phân tàn rất là tốt, củ to. Củ to ha. Thì nơi cái nết của cây tím thì củ nó đẹp nha quý chị. Cây này có cái thẹo trái nắng ngay chỗ này nhưng mà nó lành nha quý chị, xanh nè ha. Rồi cây số 3 này là giá 70 luôn. Số 3 giá 70, màu sắc rất là đẹp nha. Đỏ đen, đỏ nhung đen ha. Tiếp tục là cây số 4. Cây số 4, cây này phân tàn 5 nhánh nha. Phân tàn 5 nhánh, củ cũng to. Củ cũng to, cây này là trắng sọc đỏ nha quý chị. Trắng sọc đỏ ha. Nụ cũng rất là nhiều nha. Trắng sọc đỏ, hoa rất là đẹp. Khuôn hoa tròn. Khuôn hoa tròn ha. Rồi cây số 4 này là giá 70 luôn nha quý chị. Số 4 giá 70. Mấy cây này quý chị nuôi lớn là khỏi chê nha. Số 5. Cây số 5 nha. Cây số 5 là cây trắng trắng viền tím tím nha quý chị. Này tím tím ha. Thì cái bông này là màu sắc nó rất là giữ màu ha. Sai bông to. Nhưng mà cái bông này thì nó trổ chúm chúm vậy, nó không có bung căng nha. Nó không có bung căng nhưng mà màu sắc rất đẹp. Cây phân tàn cũng rất là tốt. Củ cũng tương đối ha. Rồi cây này phân tàn 2 4 5 nhánh luôn. Rồi số 5 này giá 70 nha quý chị. Số 5 giá 70 ha. Số 6. Số 6 là cây màu đỏ, đỏ nhung luôn nha. Đỏ nhung. Nhung rất là nhung luôn ha. Nhưng mà cái cây này thì củ nó rất là to. Cây này bộ lá nó chắc nó bị gì đây? Không phải nhìn đỏ ha. Cái này chắc có lẽ nó bị thiếu phân. Rồi cái cây số 6 này là giá 70 luôn nha. Số 6 giá 70. Hoa rất là đẹp. Đỏ nhung sao bông rất là to, củ to luôn. Củ to ha. Và số 6 70 nha quý chị. Cánh hoa rất là dày ha. Số 6 70. Rồi số 7 nha. Số 7 là cây dòng của thằng Đại Mỹ Nhân.
Cây này là trắng trắng đỏ nha quý chị, trắng đỏ. Cái bông này nó đổ lâu rồi, nó cũ rồi. Rồi củ này thì cũng tương đối thôi nha, không lớn lắm, phân tàn thì rất là nhiều nhánh luôn. Rồi số 7 này giá 70 luôn nha. Số 7 giá 70. Phân tàn rất là tốt ha. Củ thì cũng tương đối. Rồi số 7 giá 70 nha quý chị. Số 7 giá 70 ha. Rồi tiếp tục là cây số 8 nha. Cây số 8. Cây số 8 là cây củ rất là to. Hoa nó mới trổ ra cũng rất là đẹp nha. Đây. Trắng đỏ rất là rõ nét, xe bông to, cánh qua dày. Nó trổ cũ thì nó như vậy nè quý chị, nó trổ cũ thì nó như vậy nha. Cũng còn rất là đẹp, hồng đỏ ha. Hồi mới thì nó hồng vàng nhưng mà tới cũ thì nó thành hồng đỏ nha quý chị. Xứ hạt nó tùm lum lắm ha. Đây, hồi lúc mới trổ ra nó hồng vàng mà tới nó sắp tàn nó là thành hồng đỏ nha, màu sắc cũng còn ok luôn. Rồi cây số 8 này giá 70 luôn nha quý chị, số 8 giá 70. Cánh hoa rất là dày nha, khuôn qua tròn quay. Cũng rất là to nè. Cây số 8 giá 70. Số 9 nha. Số 9 là cây dòng Sao Noel. À, cây này thì cái cánh hơi thưa nha quý chị. Cây này 100 ngàn ha. Cây này 100 ngàn. Thì cái nết qua của Sao Noel thì quý chị biết rồi đó, nó giữ màu rất tốt ha. Lúc mới trổ ra thì cái màu nó đậm. Rồi nó khi nó gần rụng thì màu nó nhạt hơn. Nhưng mà nó bù lại thì cái viền nó sẽ trắng hơn. Nhìn cái hoa nó cũng vẫn nổi nha quý chị. Cho nên nó rất là đẹp. Cây phân tàn 2-4-5 nhánh luôn nha. Cũng rất là to. Cây này về quý chị rút tàn lại ha. Chơi cũng ngon lành nha. Rồi cây số 9 này giá 100 ha. Số 10. Số 10 là cây trắng sọc luôn nha quý chị, hai lớp. Cây này bộ lá rất đẹp nha. Nụ cũng rất là đẹp luôn. Rồi số 10 này 70. Số 10 70 nha quý chị. Cây này phân tàn 3 nhánh ha. Ở trên mỗi đầu cũng được nhiều nhánh, em xả tàn rồi nha. Rồi số 10 này giá 70. Số 10 giá 70. Cây sứ hiện tại là nó cũng hết phân những quý chị về nên tỉa rễ lại ha. Rồi mình có thể xả tàn, trồng lại thì đợt sau là bông nó chuẩn hơn nhiều nha quý chị. Rồi cây số 10 này giá 70 nha. Cây số 11. Cây số 11 ha, là cây hoa rất là đẹp luôn. Trắng mà trắng tím nha quý chị, nó trổ dặn dúng ha. Trổ dúng. Cái này tím trắng, tím nhiều hơn trắng nha, khuôn qua tròn quay mà nó dạng chính giữa nó có cái sọc đen thồi lùi luôn ha. Rồi cái cây này thì cũng to nha quý chị, cây số 11 này giá 100, 11 giá 100 nha. Hoa này thì rất là hiếm ha. Nói chung là không có luôn. Ít. Số 11 này giá 100. Rồi số 12. 12 là cây hoa màu trắng. Màu trắng nha quý chị. Màu trắng này trắng đục ha. Cây phân tàn 4-5 nhánh, củ to. Rồi cây số 12 này giá 70 luôn. 12 giá 70 nha. Nói chung cây kiểng mà đối với cây sứ giờ là giá như vậy là rất là mềm nha quý chị. Củ nào cũng lấy to to ha. Và bông nữa, bông đẹp nữa. Mà giá thành thì rất là mềm quý chị. Vì mua về quý chị chơi là rất là ngon lành nha. Rồi cây số 7 nè. Cây số 12 này giá 70 nha quý chị. Rồi tiếp tục là cây số 13 nha. 13 là cây hoa rất là đẹp. Dạng đỏ đen nha quý chị. Sai bông trung bình lớn ha. Tăng sai. Tăng sai nè. Nó tăng sai cái màu nó cũng rất là đẹp nha. Cái bông này cũ nhất thì nó ra màu đỏ đậm luôn à. Lúc mới trổ nha. Mới trổ là nó đỏ đen. Sau đó nó chuyển ra màu đỏ viền đen. Rồi 3-4 ngày sau đó là màu đỏ đậm ha. Cây này thì nó có một cái thẹo ngay chỗ này nha quý chị, hồi đó nó bị con chuột cạp ha. Rồi cây số 13 này là giá 70 luôn nha quý chị. 13 giá 70 ha. 13 giá 70 tại nó bị chuột cạp ha. Rồi 14 nha. 14 cũng là cây đỏ đen luôn quý chị, đỏ nhung đen ha. Đây. Sai bông to, cánh qua dày. Cây này phân tàn rất là tốt nha, củ cũng tương đối rồi. Cây số 14 này giá 70 luôn nha quý chị, 14 giá 70, cánh qua dày ha. Mấy cây này về quý chị nên rút tàn lại nha, rút tàn lại. Mình nhân cái bộ tàn nó lên đặt chút xíu nữa nha quý chị ha. Rồi cây số 14 này giá 70 nha. 14 giá 70, cánh hoa rất là dày nha. Rồi tiếp tục là cây số 15. 15 là cây qua màu tím đọt tím nha. Tím đọt tím, khuôn qua trung bình thôi. Trung bình.
Cây đỏ tím này hoa cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Phân cần rất là nhiều nhánh, củ cũng to. Rồi cây số 15 này giá 100 nha, 15 giá 100. Thì quý anh chị lưu ý nha, chơi cây tím thì quý anh chị phải cực hơn ha. Quý anh chị nên vô cái chậu kiểu đẹp đẹp. Khi nó trổ bông thì quý anh chị đem vô mát quý anh chị chơi thì cái hoa nó mới mới đẹp lung linh được nha quý anh chị. Còn quý anh chị để ngoài nắng á, thì nó vẫn trổ qua mà cái hoa nó sẽ bay màu rồi ha. Cái độ tương phản nó nhanh á, cho nên quý anh chị nhìn thấy nó không có đẹp. Còn quý anh chị tết quý anh chị xả tàn rồi quý anh chị đưa vô cái chậu kiểu đẹp rồi tới tết mình chơi là rất là đã nha, đem vô mát. Rồi cây số 15 này là giá 100. 16 nè, siêu bông, tím siêu bông nha quý chị, dạng tím mà tím hoa văn ha. Tím nó dạng hoa văn. Quý chị thấy nó tím nó lộn xộn đây rồi tím đen, rồi tím ngọt, rồi tím than gì đầy đủ ha. Đây, cái hoa tím mà quý chị để ngoài nắng khuynh thì nó như vậy, nó trở về tím than nè quý chị. Ha. Còn lúc mới trổ ra rất là đẹp luôn nha, cây này hoa rất là dữ luôn nè. Cây này thí dụ quý chị vô cái chậu kiểu đẹp tới tết quý anh chị đem vô chơi là cái màu hoa này chơi cũng rất là đã ha. Rồi cây số 16 này củ đẹp luôn, củ rất là đẹp, củ to đẹp, phân tàn tốt ha. Ở quý anh chị lưu ý mình chơi xứ là mình phải luôn luôn là xả tàn và làm cắt cái đuôi rễ đó nha quý chị. Mỗi lần nhổ lên thì quý anh chị phải cắt cái đuôi rễ nè, ít nhất là quý một năm quý anh chị phải nhổ củ lên một lần ha, để quý anh chị tỉa rễ lại thì cái cây mới phát triển nha quý chị. Và khi quý anh chị nhiều khi lúc mới trồng thì cây nó sung rồi nó trổ bông cái đợt đó, rồi quý anh chị để trồng một thời gian rồi cái nó cái cây mình nó không có bông nữa mà nó không có phát thì quý anh chị nên nhổ củ lên nha. Quý anh chị nhổ củ lên, lý do là cái rễ bầu cái rễ xứ này nè nó là đang trong giai đoạn nó phát triển nha quý anh chị, cho nên nó sẽ mau mau đụng cái đáy chậu lắm ha. Mà quý anh chị để cái rễ cái mà nó bò dài quá thì nó sẽ không có phát triển được, cái rễ cám á, nó dẫn tới nó không có nuôi cái cây được, cho nên cái cây mình nó ít bông nha. Quý anh chị phải nhổ lên, quý anh chị cắt rút cái rễ lại, quý anh chị treo lên khoảng 20 ngày sau. Đúng ra là cây xứ quý anh chị phải để 20 ngày quý anh chị trồng lại là nó mới được nha quý anh chị. Nhưng mà tại vì em giao cho quý anh chị là đi tới quý anh chị là cũng 4 ngày rồi, rồi quý anh chị để thêm một tuần nữa thì 10 ngày quý anh chị trồng cũng được rồi ha. Nhưng mà quý anh chị để trong mát thêm một tuần nữa là nó mới ngon nha. Còn quý chị mà trồng vô quý chị đem ra nắng liền là nó không có phát triển rễ được đâu nha, nóng quá ha. Rồi cây số 16 giá 150 nha quý chị, rất là rộ bông nè. Cây này quý chị nuôi lớn mà tới trổ bông đem vô nhà chơi thì cây này khỏi chơi ha. Rồi 17 nha, 17 là cây hồng viền tím nha quý chị, hồng viền tím ha, sao bông rất là to, dòng sao Noel. Cây này phân tàn rất là nhiều nhánh luôn nha, 2, 4, 6, 7 nhánh, củ siêu to luôn, cũng rất là to, cũng rất là to hắn. Cây số 17 này là giá 150 nha quý chị, sao bông rất là to, cánh qua dày luôn. Cây này thì nó bị đúng ra nó hết, nó trổ đợt bữa hổm rồi nay nó bị hết chất nè quý chị, đáng lẽ là phải thay chậu cho nó ha. Lên chậu chứ không phải là thay chậu nha, đun nó lên đó quý chị. Rồi nhưng mà em giao quý chị là em nhổ ra quý chị trồng lại là nó phát lại ha. Cây số 17 này giá 150. Cây số 18 nha, cây số 18 là cây tím đợt tím phun màu. Cây này thì cánh hoa rất là dày ha, tím phun màu, tím hồng tím luôn. Rồi cái cây này thì 18 này là giá 100 nha quý chị, 18 giá 100 ha. Cái củ nó không có đẹp dữ ha, củ nó có một cốt à. Rồi 18 này giá 100. 19 nha, 19 là cây dòng sao Noel luôn, đỏ ngọt viền trắng nha. Cây này đỏ ngọt viền trắng, hoa rất là đẹp nè, cánh hoa rất là dày ha. Mấy cây này vừa quý anh chị chăm sóc lại nữa nó trổ bông rồi nhìn mê luôn ha. Sao Noel thì nó phun nắng nha quý chị, chịu nắng, quý anh chị để ngoài càng nắng thì nó càng càng ngon nha. Nó nằm trong mát thì cái nó tại nó phát triển rất là nhanh cho nên cái bộ lá nó nằm trong mát, quý anh chị nuôi là cái lá nó to lắm ha, mà nó cho bông ít, nó lo nó lớn cũ không à. Rồi cây số 19 này là giá 150 luôn nha quý chị, cây này cũ cũng to ha. Rồi 19 giá 150, hoa rất là đẹp. 20 là cây tím bướm đó nè quý chị, tím dạng của tím hoa văn ha, hai lớp. Cây này phân tàn rất là nhiều nha, củ này thì cũng tương đối chứ không lớn lắm nha. Cây 20 này giá 150 nha quý chị, 20 giá 150, 20 giá 150 nha, củ này cũng tương đối nha. Rồi cây 20 giá 150. 21 nha, 21 là cây hoa rất là đẹp luôn nè, cây hoa rất là đẹp,
hoa nó chuẩn ha, đỏ viền tím, đỏ viền tím ha. Rồi tới gừng tàn nè, bông này gừng tàn nhưng quý chị viền trắng tinh ha, mà đỏ thì nó đỏ ngọt thêm nữa, lúc mới cổ ra thì nó đỏ rất là đậm nha. Đây rất là đậm luôn, đỏ nhung luôn, viền tím cũng tím rất là đậm ha. Một ngày sau, một ngày sau thì nó như vậy ha. Đó, còn cái bông nó sắp tàn nè quý chị, bông sắp tàn nhìn ra cũng rất là đẹp ha. Chính vì vậy mà cái sau này cái cây lúc nào cũng bông đẹp nha quý chị. Và cái bông nó thoát nha, khỏi thân, cho nên khi mà nó rụng là nó không có bị dính vô lá nữa. Ưu điểm của nó là rất là độc đáo vậy đó. Củ này thì dáng quái luôn nha, củ này dáng quái. Nói chung là củ này là quý anh chị trồng nó rất là modern nha, củ cũng rất là quái. Củ này chịu nắng tốt nè, chịu nắng tốt ha. Rồi cây số 21 này là giá 200 nha, 21 giá 200. Củ quái rất là đẹp luôn nè. Đó. Rồi cây số 21 này giá 200. 22, 22 là cây hoa màu tím ha, màu tím dạng tím hồng trắng nha quý chị. Cây này mới trổ ra nè, mới trổ ra là nó tím đỏ nha. Rồi nó trổ một ngày sau á tím cái nó hồng nè quý chị. Rồi cây này 100 luôn nha. Cây em hai này cũ cũng rất là đẹp, cũ to. Nói chung là những cái cây này á, nó nằm ở vị trí nó bị thiếu nước nè quý chị, mà cái củ này nó chịu nắng cũng tốt nè nha quý chị. Nó gặp nắng nó lên cái củ màu vàng rất là đẹp nha, thay vì nó cháy nắng, nó không cháy nắng mà nó chịu đựng được nè quý chị. Cái màu nó vàng rất là đẹp ha. Cái này gì quý chị tưới lại nha. Rồi cái cây số 22 này là giá 100. Cây 23 nha, cây 23 là cây hoa màu tím. Tím này cũng không full lắm ha, hai lớp, hai lớp nha quý chị, hai lớp nụ rất là đẹp nè, dàn nụ như ớt luôn ha. Rồi cây này giá 150.000, cũng thiếu nước nữa quý chị, thiếu nước ha. Với lại cái cây này lúc em trồng lại á, em để trên cái bờ ha, cho nên không có tưới, rễ nó ra hơi yếu nha quý chị. Rồi khi mình đem xuống á, thì lúc đó rễ nó đã phát triển, nó ra bông rồi, cây nó ra bông rồi thì nó không có phát triển rễ nữa ha. Vì quý chị trồng lại là tự động nó sẽ, quý chị phải rút hết mấy này ha, quý chị trồng lại thì nó phát triển lại bình thường ha. Rồi cây số 23 này giá 150. Cây sứ nó quý chị để một năm trong trong mát không chết luôn á nha quý chị. Để bữa nào em trồng lại mấy cái cây mà nay một năm rồi, em để một năm đúng luôn rồi đó, có thể hơn nữa nha. Nó ốm mà em trồng lại cho quý chị xem nha, không chết đâu. Bởi vậy cây sứ là càng để lâu ở trên á, đúng ra khi quý anh chị mà nhổ củ lên đó nha, quý anh chị để đến khi nào nó đâm một ở trên đây, quý anh chị đem ra trồng là rất là mau ha. Quý anh chị nôn để ở trên nó vẫn ra một bình thường ha, quý anh chị trồng dưới nó cũng y chang vậy à, mà để trên nó an toàn hơn, mà cái củ nó xanh lại, nó già hơn đó nha. Cây 23 này là giá 150 nha. Rồi tiếp tục là cây số 24. Cây số 24 là hoa hậu của ngày hôm nay nè quý anh chị, đỏ viền trắng nha, đỏ viền trắng, cánh hoa rất là dày luôn, cánh hoa rất là dày nha, khuôn hoa tròn quay. Cái bông này đẹp, đẹp nhất hôm nay nè, đỏ viền trắng mà khuôn hoa tròn ha. Trong ngoài đây là đỏ đậm nè, trong đây là nó hơi hồng ha, hồng vàng. Cái viền trắng rất là đẹp, củ to đẹp ha, củ nhìn lùng lực nè quý chị. Cây này nhìn lực ha, nhìn lùng lực rất là đẹp luôn. Rồi cây số 24 này là giá 200.000 nha quý chị, 24 giá 200.000. Củ nhìn lùng lực rất là đẹp nha, củ to. Rồi cây số 25 nha, cây số 25 cũng hoa rất là đẹp, khuôn hoa tròn đẹp, rất là đẹp luôn ha, màu đỏ nhung luôn, viền tím y như cây này luôn ha. Nhưng mà cây này cũng nhỏ hơn, nhưng mà nhìn cái độ quái nó có hơn. Cây này nó tại nó do nó nằm ở chỗ thiếu nước nữa nè quý anh chị nè, chứ cái cây này cái củ nó có cái độ quái hơn ha. Nó quý anh chị thấy hai như hai hai cây trồng lên nhau luôn nè quý anh chị nè ha. Đây của đây củ này có độ quái giống y chang như cây đại mỹ nhân của em quay cho quý anh chị xem đó nè, y như hai thân ha. Đây nhìn rất là đẹp, có cái độ quái nữa ha. Cái mặt bên đây cũng đẹp nha quý chị, còn mặt bên đây là rất là đẹp luôn nha. Đó cây số 25 này giá 200 luôn nhưng quý chị, qua cũng đẹp luôn, qua đẹp, củ đẹp, củ quái nữa nè. Nói chung là những cây nó có cái hình thù vậy đó là hiếm nha quý chị ha, rất là hiếm luôn. Củ này là đẹp. Rồi cây số 25 này giá 200 nha quý chị, hoa này cũng rất là đẹp ha,
hai qua này là khỏi chê. Đó. Cây này thì cái viền nó bự hơn, cây này viền nhỏ hơn, nhưng mà viền trắng ha, cây này cũng viền hơi tím tím. Rồi, cây 25 này là giá 200 luôn nha quý chị. Rồi hôm nay em có 25 cây nha, quý chị chọn lựa cây nào vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.